cho các bạn ngày nay là ngày đại kết của đại đoàn đồng đại ở Bà Vong chúng tôi nha. Bây giờ tôi là đoàn tiến hành của nhân dân, cán bộ và nhân dân ở Bà Vong. Chúng tôi là tổ tự đoàn giao thông của huyện Đạm Trấn An thì đảm nhiệm để bảo đảm an toàn giao thông, tự an toàn giao thông trên tuyến đường của bà con đi tiến hành. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp theo nha. Số kỳ á. Lan ơi, Lan ơi, đứng vô đây, vô mấy đứa con, vô tôi chưa làm tấm hình cho đẹp đẹp coi. Bay muốn à, vô đường hình không, lại đứng. Trên mẹ có một thằng tài này thấy trong mặt ông đâu. Rồi, 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 đứng vô đi, mấy đứa đứng vô coi. Đứng thì lựa thua quá. Cả ngàn chen chen gì cả, chen chen tùng tùng vô vô coi. Không để đâu. Không để rồi, thiếu không để rồi. Không để đâu hả? Để này tới tối chứ. Đâu mà đeo đầu vô để rồi đứng đây luôn cho đủ bộ coi. Đó, để đứng vô. Rồi đó, cho đeo để tôi coi. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Ôi, Phước Hằng đứng rồi, Phước Hằng đứng rồi. Xích ra xíu con, xích ra đây nè, cho tôi thấy hai Hằng đứng vịnh đấy coi. Đó, đúng rồi. Đó, ông Địa cười cái coi. Ông Thần Tài cười cái coi, Thần Tài cười cái coi nè. Đó, lăn cháu mắt rồi, lăn cháu mắt râu thì kia coi làm đúng đỉnh coi đâu, tôi đang quay phim luôn mà. Đó, rồi chiều nay lên 60 giây nha. Lên trang đầu luôn á. Rồi, ok, cảm ơn đội Lan rất nhiều. Trước màn hình của các bạn là tổ trật tự an toàn giao thông công an xã Phước An đang dẫn đường cho đoàn tiến hành cán bộ nhân dân của đồng ấp. Màn hình của các bạn là nhà văn hóa ấp Bầu Bông thì tổ trật tự an toàn giao thông đã hoàn thành nhiệm vụ đưa đoàn diễn hành của nhân dân và cán bộ ở ấp Bầu Bông trong ngày chào mừng đại hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Bà Vong, Sở An. Đây là những hình ảnh đoàn diễn hành đã về tới trụ sở của dân phòng ấp.